Xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Một thời gian làm nhiều cái công việc kết nối yêu thương. Trời Huế trong những ngày này rất là nắng nóng. Chiều hôm nay thì Bình và Thủ Quỹ cũng tranh thủ đi tìm vài giây phút thư giãn. Cái quang cảnh mà chúng ta đang thấy ở đây là cái khu vực quanh Khe Đầy. Lẽ ra chiều hôm nay cái lộ trình là đi lên cái thác Chín Chàng, nhưng mà đường đi xấu quá. Bình đi ô tô cùng với nhóm đi dã ngoại, cho nên chị phải thay đổi cái lịch trình vào thăm cái khu du lịch Khe Đầy này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thăm xem cái cảnh quan khu vực này hiện nay như thế nào. Trân trọng. Bãi tắm Quốc Gạo, suối Khe Đầy, quán Bờ Hiếu. Một hàng nướng. Rồi, đồng đội của Bình ở đây rồi. Dòng nước chảy rất là mát. Cái cầu nhỏ bắc qua. Cá là trơn. Nhìn xuống chúng ta thấy cái đáy nước suối khá là rõ. Mạc mẹ. Ba con xuống tắm đi. Cảnh quan chắc là lâu ngày không tắm, nhớ qua cả tới rịa giúp. Nhanh Thu Quý ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bơi bơi đi này. Bơi bơi bơi. Đây. Nửa càng sợ. Qua bên chùa chị bẻ đấy, băng hơn này. Mẹ được thường nóng mà ngàn đô la. Qua bên đi là cả không này. Sớm vậy sao? Đi càng ngã cổ nên cho càng. Chỗ số nhất. Ồ, mình đừng còn gần lục cổ. Ồ, cái chỗ này su. Đừng phải nhọn như thế này. Trời, cái chỗ này hỏng chất rồi. Chỗ xuống đi à? Ừ. Nói xuống. Nói xuống đi. Ờ, xuống chứ. Đứng tới luôn. Rồi, bà gốc đã rồi. Xuống. Chỗ này xuống, chỗ này xuống.
Bơi ra đi. Ê, bơi ra, hai chị em bơi đi. Nói chung là cũng dạ nhiệt được. Đỡ ấy hả? Nắng lé lưỡi luôn. Chứ bắt nó nhiều, chứ là mát đấy. À, nhiệt độ. Bơi đi, lặn xuống. Nhưng mà cười sướng nữa. Rồi, cho ta thấy nước chảy hấp dẫn chưa? Bên đi dốc nước có vẻ lớn hơn, chạy mạnh hơn. Ô, nó đây. Trôi luôn. Lớn quá. Đi trên đá trơn như thế này tốt nhất là có đôi dép nhựa. Thanh niên rất là đông. Đang đi chặn buông đó. Tôi cháu mới lấy chặn như vậy thôi. Đây là má ơi tôi ơi. Còn ở trên núi nữ ăn béo. À nữ ăn béo. Không lên núi á. Ta đi lên sân dạ ngồi tắm rửa mát mẻ như thế này mà. Bạc về mà. Mô bằng đi review chị Trang mà. Chị Trang hả? Chị Trang vô mà đưa thủ á. Tốt. Cô tôi đi đẹp á. Chị xe máy á. À, chỉnh trang đi xe máy thôi bởi vì bằng một mình đi ô tô sao mà đi được. Ô tô rồi về. Đó là chiếc máy chiếc chế nắm đồng đi đây. Đây là tài tài thổ đi được hết. Đi được hết. Chào mọi người bay, chào mọi người bay. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Mình có tài, tài ăn tiêu. Tài ăn tiêu. Tài ăn tiêu cho mọi người. Ai mà người đi tài ra là bên kia có đồ ăn tiêu lắm. Giới thiệu đi anh. Rồi. Đến gì đến từ đâu? Giới thiệu em đất đất tay đất đất tay về quái lá rồi về quái lá của quý vị về chia sẻ lên 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 Facebook luôn bán tải Facebook nổi luôn kỷ niệm mà rồi tắm bơ rồi lên xem thì có gì ăn không. Có gì ăn chưa? Thưa quý ưu tiên cho mì giò. Giò vịt chấm mắm gừng. Ngon. Nhờ có thêm bạn được cái giò. Tạm mắm được tóc cái hệt á. Lo được. Cá chân đu quàng hả? Cá chân, cá lẩu, cá leo. Dạ. Leo rừng. Dạ, leo rừng này hả? Mình bán trên tư mấy giờ tới mấy giờ? Sáng chứ còn trên 8 giờ. Sáng là 8 giờ, còn tối mấy giờ nghỉ? Tối thì còn 7 giờ. À dạ dạ. Bởi vì các bạn lên phía đây, ghé quán của anh là bờ gì? Còn, bờ Hiệu. Bờ Hiệu hả? Từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có các cái món như anh Bơ Hiệu mới nói. Cảm ơn anh. Mai chưa ăn rồi, bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức thì bia Huda, bia quê hương. Huda, đậm đà miền Trung. Vũ nữ chân dài. Mùi tiêu. Ông bạn lên đi ha, mà họ nó bạn mà thế bằng cái vật bằng là già để bay vô. Mà lên luôn. Thôi cũng liều. Mấy cái mới cái đường mà nó không quê không nó được. Làm phạt rau. Cảm ơn các bạn cho nó đúng nghi thức. Ui, vô.
Đó. Đến với sông suối biển ăn gì ngon. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy thì mình cũng đã mời quý vị và các bạn chúng ta thăm suối Khe Đầy ở xã Bình Điền thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quang cảnh như thế nào thì chắc có lẽ quý vị và các bạn cũng đã biết. Cái lợi điểm của cái khu vực suối này thì nó khá là gần thành phố Huế, chỉ cách khoảng 20 km thôi. Tuy nhiên về quang cảnh và cái độ gần gũi với thiên nhiên, khi mà người khách xa rời thành phố Huế để tìm về những cái giây phút thư giãn thì chưa phải là tối ưu lắm. Mình mong các ý kiến góp ý bình luận của quý vị các bạn ở dưới video để xem đánh giá cái khu vực này như thế nào, suối này như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo, và đồng thời quý vị và các bạn cùng không quên bấm đăng ký rung chuông để theo dõi video khác mà kênh YouTube Huế đang ngày nay tải lên. Xin mình chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng. Stop recording.